mọi người. Hôm nay thì em sẽ giải đáp câu hỏi là chó cái khi mà xa lơ thì chó cái nó sẽ xa lơ khoảng tầm 30 ngày nhé, và khi nào thì mình nên cho chó cái phối. Thì như hiện tại thì đây là em có một con cái khách mới gửi đến, nó hôm nay ngày thứ bao nhiêu nhỉ? Hôm nay là ngày thứ 7. Thứ 7 hay thứ 8 gì đấy. Chó cái này thì nó sẽ xa lơ khoảng tầm 12, con 13 và 4 thậm chí là 15 ngày. Nhưng mà không phải là con nào nó cũng sẽ được phối vào ngày giống nhau. Có con thì tầm khoảng 8 ngày nữa phối, có con 10 ngày, 12 ngày. Thì mình làm cách nào để mình nhận biết được cái ngày phối chuẩn nhất của con chó cái thì mọi người có thể gửi lên nhà em nhé. Nhà em sẽ cho con được test và mang nó đi test trứng. Đây là những một bài đàn Mexico nhà em này. Hôm nay một series Mexico cho mọi người nhỉ. Con này là Lobo này, 48. Con Lobo này. Nhá. Con này là đàn Gitano này, nhập mê này. Kia là đàn rách nhập Mexico này. Con này bố rách 45 cân này. Đều là mê hết luôn nhá. Mỗi dòng nó có một cái nét đẹp riêng đúng không? Lobo thì to, siêu đẹp rồi. Nó nổi tiếng rồi, nổi tiếng rồi, công cộng. Ôi, nhìn cái đầu thủ của con Lobo nhá. Của con Lobo là chả có nào lên tai được. Tại vì tai nó quá to, con Lobo mặt nó rất là to và tai rất là to. Nhưng mà mọi người yên tâm nhất là đã là chó bên xương bị chuẩn chủng ấy, thì kiểu gì nó cũng lên tai, cho nên bảo hành lên tai rất chân luôn. Chân tay này, sợ không? To, to, to. Con này của cậu Linh to này. Đấy, đỏ với người này. Đấy nha anh chị nhé. Đàn này thì 9, 10, 11 con nhỉ? 9 hay 10, 11 con nhưng mà bán hết rồi mới sâu ra cho mọi người xem được. Đây, lưng bóng đẹp chưa? Đây, quay gần này mới thấy nó đạp xuống nào Phương. Đây. À, chân này, đây, quay gần này mọi người mới thấy được cái độ khủng của nó này. Ngực này, ngực rộng chưa? Đây. Đấy này, so với tay này. Một loạt em nhá. Đấy, này. Đây, chân so với tay này. Đấy, nếu mà quay xa nhìn nó bé này, quay gần lại thấy khủng không? Ngực này. Con này đẹp đấy. Đấy, những cái con làm màu đỏ nó rất là đẹp luôn. Mặt to trượt, tai to đùng này. Đây này, nhìn cái chân không có. Tai như tai thỏ luôn. Quay xa nó không rõ được. Đấy. Nhìn quả chân. Chú lưng gầm này. Chú Linh quay lưng con này là gì? Màu mày rất là. Da đu đông hết luôn này. Con này anh đẹp này. Rõ ràng luôn này, con này đậm chưa? Đậm không? Gấu nhỉ? Giống Lobo thế, đàn này giống bố thế. Con nào giống mẹ càng đẹp, mẹ đỏ đen. Đây đàn này đàn dắt cho mọi người này. Đây, cái phối úi dùi nghịch. So chân này. So chân chân to kinh khủng luôn. Chân với tay này. Mỗi xưa tám cái chân này đỏ, xem chân con nào to hơn. Chân tay khổng lồ luôn. Con này ngoan chưa? Ngoan trầm tính. Ngoan thế trưởng. Con này giống Lobo ấy. Chính con Lobo nó hiền. Mình rất thích cực. Thích nào Lobo? Kiểu như lúc nào mà có cái gì ai lấy đồ ra thì thôi, nó cắn đồ dựng hết rồi lên. Mọm miếng con này thì rất là nghịch luôn nhé. Tại ra là bọn này là nó bụ thôi chứ còn vào chuồng là nhắn chết ấy. Ờ nghịch mà thả ra nó thế thôi, trong chuồng nghịch ầm ầm. Ui giời ơi, tài. Tài. Đây là ke lên tai này, lên tai này. Tai sợ thật đấy. Chứ là đàn Lobo này anh nào mua nhanh. Nhanh là còn đúng không? Sứt tí mũi. Thôi đi, để cho cất vào đi. Thôi cất vào nhá. Chào mọi người.